Pep Guardiola lên tiếng, ngã ngũ khả năng chia tay Man City. Pep Guardiola hy vọng sẽ kéo dài thời gian ở lại Man City khi ông cảm thấy tràn đầy năng lượng và muốn hướng đến thành công hơn nữa trong năm thứ 9 tại câu lạc bộ. Trước đó, Daily Mail đưa tin vào tháng 5 rằng những nhân vật chủ chốt tại Etihad hy vọng Pep sẽ kết thúc công việc của mình vào mùa hè 2025 khi đôi bên hết hạn hợp đồng. Thế nhưng hiện tại, được biết ban lãnh đạo Man City đang có những động thái quan trọng nhằm giữ Pep ở lại ít nhất đến năm 2026, với mục tiêu trước mắt là đủ một thập kỷ nắm quyền tại The Citizens. Mới đây, tại một bữa tiệc của Puma gần trung tâm Rockefeller ở New York, Pep Guardiola khẳng định tình yêu dành cho công việc đã thôi thúc ông gắn bó với Manchester City trong năm thứ 9, qua đó mang lại cho người hâm mộ hy vọng ông sẽ ở lại lâu hơn. Nếu bạn yêu thích những gì bạn làm, tại sao tôi phải dừng lại? Ông nói, tôi thích nói nhiều như khi họ mới thuê tôi, vậy nên hãy cùng đi thôi. Câu trả lời ngắn gọn nhưng quá xúc tích, hàm ý khẳng định rằng ông sẽ còn tiếp tục làm việc tại Man City với quá nhiều những dự án trong tương lai, đồng thời cũng đánh bay những lời bàn tán về việc chiến lược gia 53 tuổi muốn dứt áo ra đi ngay sau khi đáo hạn hợp đồng. Man City đang có chuyến du đấu tại Mỹ, nhà đương kim vô địch nước Anh sẽ đụng độ AC Milan ở trận đấu tới tại sân Yankee vào 5 giờ ngày chủ nhật, 28 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Những trụ cột của Man City như Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri và Phil Foden đều không có mặt, họ vẫn đang được nghỉ ngơi sau Euro 2024 và dự kiến sẽ chỉ trở lại câu lạc bộ một tuần trước khi mùa giải mới bắt đầu, vào trung tuần tháng 8 tới.